Lệnh ARC, vẽ cung tròn. Các cách tuần lệnh, từ menu, vào draw, vào ARC. Ở đây có các lựa chọn, 3 point, cung tròn đi qua 3 điểm. Điểm đầu, tâm và điểm cuối, cứ tương tự như vậy. Cách thứ hai, nhập lệnh trực tiếp từ bàn phím, gõ từ chìa khóa A, Enter. Cách thứ ba, dùng chuột tích vào biểu tượng ARC ngoài màn hình. Đi thực hiện này. Cung tròn đi qua 3 điểm, ví dụ như trên hình. Dùng chuột tích vào draw ARC 3 point. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba. Tôn vẽ cung tròn có điểm đầu, tâm và điểm cuối. Draw ARC điểm đầu, tâm và điểm cuối. Đây là điểm đầu, tâm và điểm cuối. Ví dụ như cung tròn có điểm đầu, tâm và góc. ARC điểm đầu, tâm và góc. Ở đây góc là 120 độ. Điểm đầu là điểm 1, tâm là điểm 2 và góc, tôi nhập trực tiếp góc là 120 độ. Enter. Tương tự như vậy, cung tròn có điểm đầu, tâm và độ dài cạnh. Draw ARC điểm đầu, tâm và độ dài của cạnh. Ví dụ độ dài đây là 15. Điểm đầu, tâm và độ dài tôi nhập là 15. Cạnh này là 15. Ví dụ như tôi vẽ cung tròn có điểm đầu, điểm cuối và góc. Draw ARC điểm đầu, điểm cuối và góc. Điểm đầu, điểm cuối, góc ở đây tôi nhập 90 độ. Đây 90 độ. Tương tự như vậy, ở trong này có các lựa chọn tiếp theo và chúng ta làm tương tự như thế. Đó là lệnh ARC vẽ cung tròn.